có một cái xịt thuốc tia áp mọi người ơi, Maru nha, Maru Maru đẹp lắm, đẹp cực kỳ luôn, đẹp lắm trời luôn, đẹp đẹp quá trời đẹp, mà uống một cái là bình bể mẹ nó rồi. Cái bình nó bể bà nó rồi, nên là vứt bình nha, em tháo bình em vứt nha. Rồi mọi người về, cái dòng này là cái dòng hiện đại đời mới, nên mọi người về mua cái bình mới ấy. Mua cái bình mới mọi người lắp vào, hoặc là ai có cái bình bãi ấy, thì mọi người mua là người mua cái bình thì nó rẻ thôi nha, cái bình này cái bình rời, nên là mọi người mua cái bình nó nhiều lắm, đẹp lắm mọi người. Maru 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 bơm này. Bơm mới tinh khỏi cần thay gì hết ha. Rồi ok, này là bán cái máy nha, bán cái máy bơm ti rồi, chứ còn cái bình nó bể rồi. Này này 1,2 triệu nha, cái máy này 1,2 triệu nha, bơm ti áp nên nó cao tiền, mọi người biết mà. Ti áp này đẹp lắm, còn đẹp lắm, về đổi xăng là nổ thôi, vệ sinh chế là nó ngon lành luôn. Cái bình này thì mua rẻ tiền thôi nha, chứ không có mắc đâu, nên là đừng có lăn tăn cái gì hết. 1,2 triệu nha. Rồi chào. Với lại một phần này, mấy cái ông nào mà ông chưa mua hàng của tôi ấy, mà ông vô ông bình luận mà cái kiểu bà trọn cái gì, người ta nói chuyện, người ta nên giới thiệu về máy thì mình nghe, không nghe thì mình biến đi chỗ khác, chứ mình đừng vào cái bình luận là mẹ mày, nói mà cũng ê ê à à, nói cho nhanh, cái đầu mày nói cho nhanh thì người ta quảng cáo sản phẩm làm gì. Nên là những cái thằng như vậy thì cút đi chỗ khác giùm mình, cũng chẳng có mua hàng gì đâu, coi thì coi, không coi thì lượn đi chỗ khác. Chỗ dây giật nó mới tin à. Cái này và chỉ việc mua cái bình là xài thôi nha. Cái bình là cái dây á, dây mang. Rồi 1,2 triệu cái bộ này nha mọi người. Em tháo cái này ra chứ không để vướng, để cái này nó cồng kềnh thì nó tăng tiền ship, nó cũng không được tác dụng gì, nên là tháo bán em nhựa, không phải bán em nhựa mà cho em nhựa. 1,2 triệu nha, 1,2 triệu nhớ, 1,2 triệu.